Chuẩn bị mới tắm rửa ra xong rồi ông chú phòng cái bên ông gõ cửa. Chà, sao gặp trung chuyên. Ông chú phòng cái bên sao nữa mà, ông chú đó là đồng nghiệp của hai bà cô. Có nghĩa là cái gì đồng nghiệp của hai bà cô bằng này rồi. Sao nữa? Qua hỏi thăm đứa em coi bớt chưa. Chú mà qua chắc chắn là hai bà cô biết. Hai bà cô biết là coi như là đứt luôn. Cho nên là lúng qua lúng chạy vòng xong rồi chạy lên gác. Là lúc đó là chú về xong là em tuột luôn mút. Tuột luôn. Không ăn gì được luôn. Dạ chưa. Tức là khoảng nửa đêm á. Và quý vị, chúng ta cùng tiếp tục đến với những câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai này. Và trước khi họ xuất hiện, mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào đôi trai xinh gái đẹp. Xin chào hai như, em. Như là em bé vậy đó. Dạ. Vậy là chồng là cũng dễ ẵm bồng lắm đúng không? Dạ. Có hay nhõng nhẽo không? Có hay bắt em bồng đi từ chỗ này qua chỗ nọ không? Dạ cũng không có cái đó chị cũng không có. Tự nguyện, tự nguyện. Chị mà nhỏ quá. Con như vậy là chị sẽ nhõng nhẽo. Đúng chị rồi. Sẽ bắt bồng từ chỗ này qua chỗ kia. Mình thì chỉ nghĩ gì nè, bên hai bên này mà cãi lộn chắc bên kia chứ không có dám lớn tiếng đâu. Phải lớn tiếng một cái ổng bồng ổng sốc rồi một cái là họ im luôn. Cái đó ngược lại. Ngược lại. Dạ. Chút nữa mình sẽ vô cái phần đó nha. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thịnh, chào quý vị khán giả xem chương trình. Dạ Trùng Son. Em tên là Phạm Văn Nhớ, em năm nay 32 tuổi, hiện làm nhân viên công nghệ thông tin. Quê của em là ở Bến Tre. Dạ, em xin chào chị Hồng Quân, anh Quốc Thuận và tất cả mọi người. Em là Nguyễn Thị Ngân, năm nay em 29 tuổi và hiện tại em đang may đồ tự do ở nhà. Thôi bây giờ kể cho anh chị nghe coi hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu và em có ấn tượng gì với chàng trai này không? Hay là chàng trai này có ấn tượng gì với cô gái này đó không? Dạ, hai đứa ở đối diện nhà trọ với nhau. Ảnh thì để ý em nhưng mà em không có để ý ảnh. Rất là ghét cái kiểu mà thư sinh mà hiền từ mà nhút nhát nhỏ nhẹ không có thích. Thích đàn ông là phải cứng rắn mạnh mẽ thôi. Lúc đó là Nhớ đã đi làm chưa? Dạ, lúc chưa đó đi em học. Đang đi học anh. Dạ. Là em quen lâu lắm ạ. Dạ lâu. Dạ lúc đó là mới qua thấy ba vợ chở vợ em qua thấy nhỏ xíu à, tầm nghĩ chồng từ 12-13 tuổi à. Xong rồi thời gian này ba mới bảo là 17 tuổi rồi. Lúc đó em mới để ý. Mà em yêu đơn phương. Yêu đơn phương hả? Dạ cũng có thể là vậy. Lúc đó là vợ em có đi làm ở chung với ba với bà dì á. Thì đi làm về khoảng 11 mấy khuya á, vẫn còn phải ngồi giặt nguyên thao đồ. Đồ dung gì nè. Lúc đó là cũng 2008 á, giặt tới 12 giờ mấy mới đi ngủ. Trời tội nghiệp, tại vì nó lớn không nổi là gì. Trời. Đi ra đi vô gặp nhiều lần là thấy cũng siêng năng, cũng dỗ dàng, cho nên là để ý. Mình nhìn nó nhỏ xíu như vậy, nó ngồi một cái thao đồ lớn cao hơn nó, dung hơn nó. Ta xài vô ta giặt phụ đi là đâu có phải yêu đơn phương lắm. Khó tính lắm chị. Lại gần còn không cho, nhìn cũng không cho nữa. Lại đụng thao đồ thì sao đụng được chị. Rồi đến khi nào thì mới coi như thể hiện cái tình cảm của mình với con? Bước sang năm thứ hai thì lúc đó thì có dịp là vợ em về quê. Em đến này thì đợt đó là em có nạp cạc cho vợ nhưng mà vợ quên trả tiền, vợ mới nhờ bà dì ở phòng kế bên qua trả tiền giúp em. Lúc đó em mới xin lại số điện thoại của vợ. Tại thời điểm là vợ đi về quê á, là lúc đó em mất số điện thoại luôn, chỉ là liên lạc thôi chứ chưa có là yêu đương nữa. Thì sau đó vợ lên liên lạc qua lại thì bắt đầu mới có tình cảm lần lần. Rồi khi nào mới tỏ tình? Tỏ tình bằng cách nào? Bằng cách nhắn tin hay là bằng cách lạ làm thơ? Ông này tỏ tình á, đúng mà con chưa có, em chưa có đồng ý á. Tới bữa đó là 8 tháng 3 gõ cửa cọc 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 đưa cái bông xè vô. Mình không biết cái chuyện gì, mình tưởng cây bông nó sẽ có cái lá thư trong đó hay là cái gì mình cầm để coi thôi. Rồi ổng đi mất tiêu và mất dép ổng rồi đó là không thấy ổng nữa. Tặng một cách lạ lùng bởi vì mình càng ghét thêm, ghét quá ghét đi. Cái thời điểm đó là em còn đi học còn ở chung với hai bà cô. Ví dụ yêu đương thì cấm tuyệt đối, quen ai là không cho hết. Cho nên là tranh thủ lúc mà mấy bà cô không phát hiện á thì chạy về tặng bông xong tặng cầm bông xong rồi giọt đi để bà cô không phát hiện. Em là bên cô là cấm không có cho yêu đương đó. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Rồi bên đây có bị cấm không? Dạ không, mình bên đây là rồi lúc cái bà cô làm gì để mà khi bà phát hiện là em thích bé này rồi tại vì sợ mà tranh thủ lúc mà mấy bà cô không có nhà thì mới dẫn nhắn tin gũ ra ngoài nhà truyền thống chơi. Mà thường thì cái cơ hội đó cũng hiếm lắm, tại em đi học thì vợ em đi làm, tháng nhiều lắm là lần là maximum. Tội nghiệp không, đi chơi qua nhà truyền thống chắc cỡ quá vậy. Mà tiên trung ghê. Giống như hồi đi sinh hoạt đội ngày xưa. Đi qua nhà truyền thống cái chuyện chút chiếu mà tháng được có một lần. Cô cũng để ý rồi. Để ý nhiều lần là cũng hay nghĩ qua nghĩ lại với đối diện phòng mà. Em bắt đầu
chuyển kế hoạch. Giờ không tặng bông, không nói chuyện trực tiếp nữa, bây giờ viết thư. Viết giống như là đang dạy mình vậy đó, mình đã đang ghét rồi mà viết thư gì đâu không mà. Dạy đời luôn đó. Dạ đúng rồi. Trời đất ơi. Lúc nào thì em chạnh lòng với thằng cu này? Thời gian cũng lâu rồi mà em thấy ổng cũng không có quen ai, nhưng mà ổng cũng cứ để ý mình á, thấy bà cô bà dì hàng xóm bà cứ nhắc hoài á, nói là thấy không nhớ thương mày đó mày à, để bỏ mất cái uổng này nó hiền. Con thấy vậy thôi cũng đồng ý. Bà dì hàng bà xóm dì khác nữa, bà dì hàng xóm tại vì lại là dung dáng vô dạ. Rồi. Bà dì đó làm ai nhờ đó. Cái cô dì đó mà dạ. Tụi em mới nên duyên đó dạ. Đúng không? Nhỏ này dạ, đúng rồi. Là nhỏ này nó mới mềm lòng, nó sợ mất em uổng. Dạ đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó là bà dì hay rủ đi chơi, rủ vợ đi chơi, mà rủ đi chơi thì bao giờ cũng nháy mắt em dẫn em đi sao. Em không hề hay biết trong cái cuộc đi chơi là chỉ có em với bà dì là đi chơi thôi, bà rủ mình đi ăn chè thôi. Lót tót đi tới cái đầu lộ là thấy ông là ở sau lưng rồi, mà mấy lần như vậy á thì mình mới biết là à hai người này có cái mối liên kết. Tại lý do gì mà mất số điện thoại của con bé này? Yêu thương mà không cho phép mà lại làm điều trái ý của cô nói á, cho nên là cô phát hiện, bắt đầu cô chuyển phòng, cô đổi phòng không cho ở phòng đó nữa, chuyển qua phòng mới. Từ cái lúc mà qua phòng mới là bị mất liên lạc. Em nhớ có đợt đó là vợ có nhắn tin á, có cái điện thoại nhỏ nhỏ nhắn tin em báo em kim ra, nhưng mà lúc đó là cô đang gọi là đang xét kỹ quá không cho ra được. Đóng cửa phòng lại không cho ra. Xong rồi cái bảo là giờ không qua được, thôi giờ đợi sang vài hôm nữa đi. Vợ em có lẽ lúc đó cảm thấy uất ức quá, cho nên là cảm giác như bị hụt hẫng á, cho nên là cắt đứt liên hệ luôn. Cắt đứt liên hệ với em luôn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Là về quê luôn đó đúng không? Cái đợt dạ, đó. Dạ đúng về rồi. Quê luôn. Về quê luôn. Xong rồi trở lên là bắt đầu là qua bà dì hàng xóm thì bắt đầu mới có cảm tình với ông này. Dạ. Như vậy là về quê là được bao nhiêu lâu? Dạ về quê lúc đó là như có cả năm. Một năm trời không dạ. gặp nhau. Dạ. Ồ, hai đứa vẫn ở chung một cái khu nhà trọ hay sao? Dạ, không lên là không ở chung nữa. Lên là chuyện các bạn hẹn hò với nhau, chắc có lẽ là chắc cũng phải dầm trước dầm sau. Dạ, đúng rồi, giống như viên trộm mà đúng không? Chỉ ông này vô. Thôi. Cái đợt đó là còn ở gần chuẩn bị đi á, chuẩn bị đi cho nên là thôi lén hung cái, coi như là tình cảm lâu quá thôi giờ làm cái thì đi cho cũng kiểu thỏa mong nhớ đó. Thôi hung cái bữa đó là tối rồi lúc mà vợ này giặt đồ á, chạy ra hung cái xong rồi mấy bữa sau dọn. Vậy đó. Dạ. Có ai thấy không? Không, tranh thủ chứ. Không mà mình cứ tưởng là cái gì nó đụng chúng mình rồi đâu, mất tiêu mất dép luôn á. Cái đó là nhẹ nha. Dạ. Bỏ đồ nặng hơn chút xíu. Dạ cái đó thì của ở nhà trọ á, nhà trọ mới của vợ em. Còn kế bên bà dì. Dạ hết kế bên bà dì. Không kế bên bà dì mà kế bên chú bà cô. Sao ở chung với dây mơ lại má. Cái lúc đó là đứa em của vợ em á là đi nằm bệnh viện, vợ em vô chăm, xong rồi em chở vợ về. Để sáng hôm sau đem cháu vô. Thì tối về bữa đó thì vô nhà xong rồi, tắm rửa xong rồi, bắt đầu xin cũng khuya rồi, cũng 9-10 giờ thôi, nói giờ cho ngủ bữa đi. Ngủ sáng bữa nào, bữa sau chở đi vợ vô luôn, khỏi có chạy qua nữa mất công. Thì cái vợ bảo thôi cũng được. Chủ đích là bữa đó là xác định là có cái gì là phải có cái gì. Nhưng mà lên kế hoạch luôn. Rồi nhưng mà vấn đề là nó gặp trục trặc giữa đường, chuẩn bị mới tắm rửa ra xong rồi ông chú phòng cái bên cũng ra gõ cửa. Chà, sao gặp trung chuyên. Ông chú phòng cái bên sao nữa? Mà ông chú đó là đồng nghiệp của hai bà cô. Có nghĩa là đồng nghiệp của hai bà cô bằng này rồi. Sao nữa? Qua hỏi thăm đứa em coi bớt chưa. Chú mà qua chắc chắn là hai bà cô biết. Mà hai bà cô biết là coi như là đứt luôn. Cho nên là lúng chạy vòng xong rồi chạy lên gác. Là lúc đó là chú về xong là em tuột luôn mút. Tuột mút luôn. Tuột luôn. Không mừng ăn gì được luôn. Dạ chưa. Tới là khoảng nửa đêm á, tầm nửa đêm thì lúc đó mới lấy được cảm xúc mút mới quay lại. Quay lại thì lúc đó mới làm nguyên vẹn. Trời ơi. Ngủ dậy đó là sáng sao á, dính thêm cái nữa. Mình đang lơ mơ ngủ. Giờ không phải ông chú mà là bà cô. Bà cô đó là vợ của ông chú đó. Qua hỏi thăm nữa. Dạ, hỏi thăm nữa. Bà cô qua làm gì? Thì cũng qua hỏi sợ thao 7-8 giờ rồi mà chưa có thức dậy để đem đồ vô cho đứa em á. Mệt quá mà ai biểu gần sáng mà ngọc. Hiệp hai chi? Là tại ông chú. Rồi mệt quá. Xong rồi qua cái gọi cửa có em cũng lính quýnh nhưng mà
Giờ thôi giờ nấp đợi cánh cửa. Giờ kêu vợ mở cửa ra. Vợ mở cửa ra cái em nép vô góc cửa. Lấy áo khoác che lại. Sau đó là coi như là khi mà đám cưới thì gia đình hai bên đều vui vẻ rồi đúng không? Dạ. Đâu cấm cản gì nữa đúng không? Lớn rồi đúng không? Dạ. Giờ ông đi làm rồi, ông làm được rồi. Đi làm rồi, cô... ngon lành he. Rồi xong á. Hai bạn coi như là quen nhau được bao lâu thì mới cưới? Quen nhau 8 năm. 8 năm? Dạ. Thật là cái gì mà tới từ lúc năm ông để ý tới lúc cưới là 8 năm. Để ý là 2 năm. Nếu mà quen chính thức là 6 năm. À. Cưới năm 2016. Dạ, được 4 năm. 12 năm trời. 12 năm rồi mà giống như nít vậy mà. Có em bé chưa? Dạ có, bé gái 3 tuổi. Đó, vậy thì bây giờ về nhà cái tật xấu nó có bị lòi ra không? Nhiều phụ nữ. Em kể tiếp. Làm sao? Giữ bộ nó giữ lắm hả? Thấy em mà làm cái gì mà trật ý cái là la, là bể làng luôn. Kêu làm là phải làm liền. Mà bảo ở anh đang bận cái này xíu, chờ xíu. Xíu gì dùm xíu. Xíu biết nào. Nhỏ mà cái giọng lớn lắm đúng không? Dạ. Rồi nó giận nó có đập đồ đập đạc gì không? Có chị. Có đợt đó là con khóc. Tức là em thì đang bấm điện thoại. Nhưng không phải là bấm điện thoại chơi mà đắm công chuyện, tức là người ta inbox, người ta hỏi này kia mình trả lời rồi đó, nhưng mà vợ không biết thì vợ có nghĩ là em lo chơi bấm thoại không chăm con. Thì lúc đó vợ đi làm về, vợ làm về mệt rồi con khóc. Em bảo là tranh dỗ nó xíu đi, ba xuống ba dỗ. Em nhắn tin xong thì chưa xong nữa là vợ tóc dậy quăng cái điện thoại vô cái thùng nước, cái nồi cơm á, lấy nồi cơm quăng cái bùm xuống cái nồi, cái bình thủy điện đá văng cái bình thủy điện luôn. Rồi ba món đồ đã bị mất đi. Hườm hườm như vậy chắc cũng vài triệu, không có đơn giản đâu nghe. Nếu mà điện thoại xịn là cũng là mười mấy hai mươi triệu em đó không nghe. Kiềm chế được mình hay sao vậy? Dạ không, lúc đó không có nói mấy câu mà để anh xíu anh nhắn tin công chuyện, không có đâu, ổng im gu hà, rồi anh để coi ổng quan tâm tới con đến mức nào. Nhưng mà nhỏ khóc hoài vậy á, cứ bấm điện thoại. Mà thật chất mấy công việc đó là cái công việc ổng có thể kiểm soát được, chứ không phải là cứ phải canh nhắn tin cho người ta. Hết hồn không? Lúc không. Đó hết hồn không? Tại vì mình cũng biết rồi, nghe thời cũng quen là cũng biết cái tính cũng nóng dữ lắm rồi. Cho nên là thôi giờ nóng như gắn kịp. từ lúc quen là con đã bộc lộ là con không phải là một người phụ nữ mà nhỏ nhẹ thùy mị. Ông này mới là cái tính đó thôi. Tính của con là rất là dữ nha, chứ không phải hiền đâu. Mà muốn quen là quen, chấp nhận được không thì quen. Thì ông này ông nói là ổng chấp nhận được, giữ đúng thôi, ổng nói vậy đó. Còn một chuyện nữa là trước đó, trước khi cưới là lúc đó là vợ đi làm, em thì Dũng đi làm. Nhưng mà vợ bảo là khoảng 15 phút nữa tôi ra, ông lại ông đón. Thường á, thì lại đón là khoảng vợ bảo 15 phút thì em phải từ nửa tiếng đến một tiếng. Lại thì lúc đó vợ mới ra, không biết bữa đó sao xui. Lại trễ khoảng 5 phút, 10 phút gì đó, nổi trận lôi đình. Vậy là về phòng dọn đồ hết. Rồi đuổi em đi, em không chịu đi. Ồ, xách ba lê xách đồ dọn đồ qua phòng đứa bạn hả? Vậy nóng mới chịu. Vậy luôn. Nóng dữ vậy ha. Rồi đó. Nóng tính nè. Rồi bây giờ tiếp tục nữa, còn gì nữa không? Gì nữa không? Nói luôn đó. Đi xả đi. Thôi giờ như đó chắc đủ rồi. Đây lát nữa em khui. Rồi bây giờ tới em khui đi. Đó. Hết chưa? Em không có tính gì mà sống ngoài ổng làm cho em nóng tính thôi, chứ không phải tự nhiên em nóng tính. Ổng ha. Nói nhây, nói nhảm, nói sàng, nói lâu, làm tất cả chậm chạp, tiết kiệm. Không, bây giờ cụ thể một cái tính nha. Làm việc chậm chạp, ví dụ như mình đi làm về, mình đã nhận làm dựng video cho ông anh, ông đăng YouTube. Đã nói với em làm video trong vòng 2 tiếng. Thì ta đi làm về, người ta ăn cơm, tắm rửa, rồi người ta lên ta dựng video thôi là khoảng 12 giờ là người ta được ngủ rồi. Không, về coi TV, xem điện thoại, làm tới 11, 12 giờ mới đi tắm, rồi tới 1 giờ mới lên, rồi lên bấm tới 4 giờ sáng. Rồi bắt đầu ngủ được 2 tiếng, đi làm than mệt mỏi. Mà em đã nói là phải sắp xếp công việc hợp lý hơn. 200 ngàn mà làm tới 4 giờ sáng gì đi, thì cái sức khỏe mình ở đâu ra, còn tắm đêm nữa. Cho nên em rất nóng tính gì với cái vấn đề mà chướng mắt như vậy là không có chịu làm được, là phải la. Làm chạp hết đúng không? Dạ đúng rồi. Tắm có chậm không? Trời, cho anh nói ra, anh tắm nhanh nhất là bao lâu? Nửa tiếng. Còn lâu có bữa ở chồng cả tiếng luôn. Không biết làm gì ở chồng. Có khi cầm, có khi không. Nhưng mà tính hay thẫn thờ lắm. Ý là ở chồng người ngồi thẫn thờ hoài vậy đó. Không hiểu nổi. Bởi vì em hay nóng tính lên là bởi như vậy. Ngồi cưới con thỏ. Mình đi làm xong rồi mình mệt. Mình muốn có chút thời gian, nhưng mà về nhà là hết việc này chuyển sang việc kia, hết việc kia chuyển sang việc nọ. Hầu như là lúc nào cũng vậy. Chỉ có cái lúc mà đi tắm á là mới lúc được rảnh nhất thôi, tức là không bị kêu nữa thôi. Chứ ở nhà gì bị kêu nữa. Thẳng thôi đó. Đó là thẳng thôi đó. Ngồi suy nghĩ cái việc mà mình cần làm hoặc là đã làm cái gì đó, rồi muốn làm cái gì thêm chẳng hạn. Rồi ảnh có tật là hay nói về những điều nhỏ nhặt. Soi mói. Đúng rồi, soi mói. Có chút xíu việc nhỏ nhặt là lem bèm. Đúng rồi. Em mong chồng em thay đổi cái gì? Ổng phải nhanh hơn, tại thời buổi này mà chậm chậm gì là không làm được bao nhiêu việc cả. Rồi nhanh hơn và
đàn ông lên. Thí dụ như em đang nấu ăn đi, đang ngồi nấu ăn thì chồng thì làm những việc mà của người chồng đi, không núp ở sau lưng coi vợ nấu ăn sao, đẩy cái nắp nồi này vô cái nắp nồi chưa, sai cái nắp nồi rồi lại nói em đẩy sao nắp này đẩy dưới nắp này. Trời ơi, em đậm bàn một cái bóp, em kêu đi chỗ khác, ở đâu xách lên gác chạy lên chảnh làm video chảnh. Em có khi nào là anh đứng sao anh chỉ chọc em thôi? Đi làm về thì vợ vô bếp nấu ăn thì mình cũng lót tót, mình chạy vô mình phụ mình thấy cái này nó phù hợp mình lấy mình đậy lại. Không đậy không chịu đâu, mình đã lấy mình đậy lại rồi, không chịu lấy cái nó quăng vô khác, lấy khác đậy lên. Rồi ví dụ mình mà ví dụ rửa rau không sạch cũng nói, kêu đi rửa rau không sạch đi chỗ khác đi không mượn, kêu đi chỗ khác đi chỗ khác, ở đó bị chửi nữa. Mà đi chỗ khác lại chửi, đi làm không phụ vợ, không phụ vợ đường nào cũng chết á. Trăm điều khó hả? Trăm điều khó. Rồi bây giờ nhớ, em muốn vợ thay đổi điều gì? Thì chỉ mong là vợ bớt nóng tính lại. Thì chỉ mong vậy thôi. Còn vợ thì mong chồng là bớt lề mề đúng không? Dạ, vợ phải mạnh mẽ lên. Ở trong nhà toàn là những cái món có giá trị, toàn là em mua không. Còn ổng mua mấy cái quạt gió chút gì nè. Còn tính cúp điện không có cái quạt nào xài được. Em bắt ổng rướng quạt lại cho tôi, phải quạt cho hai mẹ con tôi. Tại vì ông phải suy nghĩ những cái gì mà nó thật sự để em phát huy trong cái nhà mình, chứ không phải mà tiết kiệm cái kiểu mà mua cái đống về chút rẻ tiền mà không xài được. Vừa đủ cho bé mát thôi, mình không cần. Em hay sợ lạnh cho nên là mua quạt nó nhỏ cho. Điện là bắt rắn quạt cho bằng được. Tính em nói như vậy là em nói phải mua cái rắn giá trị và phải xài được trong khi mình sử dụng được nhiều thứ. Không, chút. Máy sấy tóc cũng vậy nha. Máy sấy tóc, mình muốn mua cái máy sấy tóc, ổng nói không, để ổng mua cho. Để mua, ổng mua rẻ, mình mua mắc. Ổng nói như vậy đó. Thì nhường cho ổng mua. Ổng mua cái máy có chút xíu về sấy cả buổi trời không có khô, cái máy 35 ngàn hay sao á, sấy hoài không có khô. Bực quá. Máy đó là chỉ mua trên mạng á, máy đó là chỉ anh Vinh xài thôi đó. Coi như bực mình rửa quá, đầu quá, mình sấy sơ đỡ cho nó. Bực quá la ổng một trận, ổng nói để ổng mua cái máy khác. Cái ổng vẫn mua cái máy khác, mua cái máy chà bá về nha. Nhưng mà cái công suất y chang cái máy nhỏ luôn. Cũng rẻ tiền mà nó nhẹ tem, mình sấy chút xíu nó nóng quá thì muốn nổ cái máy luôn gì đó. Trời, em không tưởng tượng được, em rất là nóng như vậy. Tại vì em nói là phải mua những cái có giá trị mà phải xài được, chẳng thà nó hơi mắc tiền một chút. Chứ không phải mà cứ tiết kiệm những thứ mà vô dụng như vậy mà mua cho nhiều cái. Bật gió cũng một đống, máy sấy tóc cũng hai ba cái. Mà không có nào xài được. Không có nào ra hồn cả. Mua cho con gái em chơi. Dạ. Bởi vì mà em hay la, rất là nhiều chuyện làm của con nít mà em hay la là như vậy đó. Nhưng mà biết sao không, chị nói nghe. Dạ. Hai vợ chồng á. Dạ. Thì giờ là năm thứ tư rồi đúng không? Dạ. Thì nó còn lọt lại một số cái chút vậy đó. Dạ. Thì bây giờ cố gắng người nhường chút. Dạ. Em ráng em nhanh nhẹn lên. Thấy không? Mua cái gì mà đó, giống như bà nói quan điểm mới đúng ạ. Thiệt. Cái bạn này là gì nè, mình thử nhiều cái vậy đó, cái nào ngon lành nhất. Ta biết không, nhiều khi mua một cái mắc tiền, lỡ xài không được thì có phải phí hay không? Tức là mỗi người một cái cách tư duy, em hiểu không? Cái này là do cái cách tư duy chứ không gì trơn. Thì bây giờ hai chồng trao đổi với nhau nhỏ nhẹ thôi. Anh ơi, giống như là ông bà mình nói, lời nói mất tiền mua đó, chứ đừng có đi đến xung đột nghe, mưa dầm thấm lâu. Vậy thôi, đúng không? Dạ. Đó, còn bây giờ ở trong nhà thì giờ có người đàn ông rồi, giờ phải có người đàn bà chứ. Chứ hai người đàn ông hết rồi làm sao, đúng không nè? Dạ. Rồi. Dạ. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, chúc hai em lúc nào cũng vui tươi và hạnh phúc như thế này. Dạ. Là viết thư là hỏi là bạn có muốn là đồng ý làm bạn của mình hay không. Đồng ý thì em thấy sao dễ dàng này. Bây giờ thì chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật to để cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Trời, bữa nay chương trình được tiếp vào những cặp vợ chồng son mà đúng nghĩa luôn á. Rồi, giờ mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thật, xin chào chị Hồng Vân và toàn thể khán giả. Em tên là Thùy Nhung. Về hiện tại em đang là kế toán của một doanh nghiệp tư nhân tại Vũng Tàu. Dạ. Nhung bao nhiêu tuổi? Dạ 25 tuổi ạ. 25 tuổi. Thế còn em? Đầu tiên chào Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Chào khán giả trường quay. Em tên là Minh Nhật, hiện em năm nay 25 tuổi. Hiện đang làm kỹ sư dự án ở tại Vũng Tàu. Wow, hai bạn ở Vũng Tàu. Lên đây rồi hồi nào? Dạ, tụi em lên chiều hôm qua. Chiều hôm qua. Rồi cái chuyện tình yêu của hai em bắt đầu như thế nào? Buổi đó là buổi đầu tiên nhập học. Thì em là người ngồi cuối lớp. Thế là bên mấy bạn nữ từng lượt lần lượt đi vào lớp. Thì ngay lần đầu em gặp vợ em bây giờ là em đã biết là giống như tình yêu sắt đánh. Em đã bắt đầu lên kế hoạch ngay từ thời điểm đó. Chắc có lẽ là tao
làm dự án luôn rồi đó. Chắc có lẽ là trong lớp là vợ em là xinh nhất luôn. Đối với em là xinh nhất. Vừa bắt đầu lên kế hoạch của cô này. Đúng rồi, là ngay tuần đầu tiên luôn là em đã viết thư là làm quen. Em là viết thư là hỏi là bạn có muốn là đồng ý làm bạn của mình hay không. Thì ý em là làm đây làm người yêu chứ không phải làm bạn bạn trong lớp. Nên là vợ em cũng là nghĩ ngược lại, nghĩ là làm bạn thân thôi. Nên là đồng ý thì em thấy sao dễ dàng này. Thế là qua tuần sau là một bức thư tiếp nữa tỏ tình là làm người yêu, lần này em nói thẳng là làm người yêu luôn. Thế là vợ em kêu là không đồng ý. Vợ em kêu là sợ bị thầy cô phát hiện là bị đuổi học, rồi sợ không học được, sợ ba mẹ buồn biết rồi sẽ la. Nhưng mà em nghĩ là yêu thì học vẫn học được, có sao đâu. Thế là em học cho bạn ấy thấy. Thế là em vừa quen vừa thích bạn ấy vừa học. Thế là kết thúc được năm học 11 này được đứng nhất lớp. Thế là em viết một bức thư tỏ tình cuối cùng nữa. Trời ơi, bộ viết thư đó ba. Dạ, tổng cộng 3 lần ha. 3 lần á. Dạ. Bức thư tình thứ 3. Thế là bức thư cuối cùng thì em gọi là lần này là gọi là lần cuối cùng rồi. Lần này mà vợ em không chịu nữa là thôi em bỏ cuộc. Thế là biết nên thì vợ em quay xuống lườm anh một phát. Ủa nhưng mà cái hành động lườm là ý gì em? Dạ thực tế là cũng trong cái năm đó là cũng có thích rồi. Nhưng mà chắc là tại mình không biết ạ. Dạ xong rồi cái lá thư cuối cùng đó khi mà chồng em gửi cho em á thì em viết lại cũng một lá thư như vậy. Cũng dài. Ý là cũng có trách là cũng kiểu như là em có thích mà tại sao không biết. Thế xong rồi em viết thư đàng hoàng là kêu là dễ hiểu hơn là cho mình bù đắp lại. Thế xong rồi bữa đó mới quen nhau. Dạ. Rồi đến bao lâu thì mới dám được công khai? Dạ, tụi em chính thức quen nhau là ngày 30 tháng 3. Cho tới ngày 30 tháng 4 là đúng một tháng sau là bữa đó là được về lễ. Thế là em cố tình đặt xe chung về. Là trước giờ ta đi chung bây giờ cả. Em sẽ lên kế hoạch là lần này sẽ ráng để nắm tay được bạn này lần đầu tiên. Thì lúc em lên xe cho tới lúc về nhà là 5 tiếng đồng hồ. Em ngồi mà tay em cứ đưa qua cái sợ quá. Thì lúc về hồi hộp. Dạ. Cho tới lúc mà gần về tới nhà lúc đó máu liều nó lên tới não rồi. Chạy tới đâu. Thế là em mới đưa tay em lên tay bạn ấy. Thì đó tay em nó ướt, mồ hôi nó đổ ra. Dạ. Em nắm xong gọi là tinh thần nó lên mây rồi. Là xe chạy qua khỏi nhà em không biết luôn. Chạy luôn. Nhà đứa Đà Lạt hả? Dạ. Dạ. Xe chạy qua nhà. Tôi công tâm dám. Dám ông cũng để yên luôn đúng không? Tại lúc đó nửa đêm rồi mà chạy qua nhà chắc khoảng mấy cây số. Hai cây số phong xong rồi phải đi bộ về. Tụi em yêu nhau bao lâu thì cưới nhau? Dạ 6 năm ạ. 6 năm. Dạ. Wow. Trong quá trình học đại học thì em cũng có một lần được gặp bố vợ em. Thì bố em mới dặn em luôn là giờ chỉ quen nhau chơi cho biết thôi, chứ mà muốn tính tới thì hãy đợi ra trường hãy tính. Dạ. Thì vợ em vừa ra trường là em tính luôn. Tính luôn là cưới được nhiêu rồi cơ? Em đến nay tụi em cưới được là 1 năm 6 tháng. 1 năm 6 tháng hả? Em có bao giờ mà em im lặng mà em khóc không? Dạ có, là lần gần đây nhất, cách đây khoảng lần tháng á. Cái lần cãi nhau là phải nói là lớn nhất của hai vợ chồng á. Là có liên quan tới em bé ở trong bụng em. Dạ. Em đang có em bé à? Dạ. Chúc mừng nghe. Dạ. Ôi, chúc mừng em ha. Trời ơi, là mấy tháng rồi? Dạ hơn 3 tháng rồi. À. Đâu kể chị nghe coi, cái vụ đó liên quan. Dạ sao? Là tại vì mình có bầu là cái da mình nó hay bị khô với lại dễ rạn á, thì em có xài cái kem dưỡng thể. Thế là bữa đó tự nhiên chồng em thấy em bôi thì em tự nhiên mới kêu là không được xài nữa. Xong rồi em mới im kêu là tự nhiên tại sao lại không được xài. Rồi mình cũng im, mình cũng bực dọc vậy á. Thì đâu phải là mình xài mà không, mình không tìm hiểu gì đâu. Thế là im từ đó tới cái lúc mà cãi nhau chồng bực lên kêu là ủa em không có thương, ý là thương con hả? Tại sao em xài mà em không tìm hiểu gì hết vợ? Rồi con nó bị gì sao? Rồi em có biết là trong bụng em là con của anh không? Thế là lúc đó em càng tức nữa, càng bực. Nhưng mà cũng không nói bực là ủa chứ anh nói vậy là con anh trong bụng em, là anh thương con anh chứ không phải thương em đó hả? Ý là vậy. Nên lúc đó mình mới bật khóc luôn ạ. Em khóc được hồi thì chồng em cũng khóc theo. Kêu là lần đầu làm ba. Dạ lần đầu làm ba nên vậy. Thế là hai vợ chồng nói qua nói lại được
được hồi, tại vì em khóc em nhiều, em ức quá, thế là em cũng nói ra được. Thế là chồng lúc sau mới ôm vào lòng rồi dỗ. Dạ. Thôi dỗ cũng và... được rồi. Dạ. Rồi bây giờ kể cho khán giả nghe đi. Dạ. Như là tật xấu của chồng em có nhiều. Thì tật xấu thì cũng có, nhưng mà cái mà làm em sợ nhất đó, đó là cái nóng tính của ảnh thôi. Dạ. Nhiều khi ảnh nóng mà không có làm gì mình á, nhưng mà mình rất là sợ. Dạ, sợ lắm. Nhưng mà lúc chồng em nóng tính thì cái biểu hiện của chồng em như thế nào? Đập đồ? Dạ thì hay là tự đóng lúc đó cầm bản thân mình? Cầm cái gì là đập xuống. Ờ, dạ. Đập xuống. Dạ, nếu có... mà đang ngồi trên xe thì đập cái kính xe vậy. Rồi đó coi. Dạ. Rồi có hành hạ bản thân mình không? Dạ không. Thế còn em, bà xã em, đó, có thật xấu gì không? À, mỗi lần mà em đi ăn với đồng nghiệp công ty chẳng hạn là vợ em lại khó chịu. Giống kiểu như là vợ em, theo cái suy nghĩ của em là gia đình hai vợ chồng đi làm từ sáng đến tối rồi thì chỉ có một buổi tối để ăn cơm với nhau thôi, thì tại sao không dành thời gian buổi tối mà cho gia đình mà lại sao đi ăn ở bên ngoài. Mà em cũng có giải thích là đôi khi em cũng cần phải phát triển cái mối quan hệ em bên ngoài xã hội nữa. Mỗi lần mà em về em nói là thôi đêm nay anh có việc với công ty đi ăn ngoài, vợ em lại câu mày lại kiểu như không cho đi. Thì em vẫn đi thôi, em vẫn đi mà em biết là trên đường về là em phải chuẩn bị tinh thần về và xuống nước rồi. Vậy em chỉ có cái tật xấu thôi. Khó chịu khi mà chồng đi ăn mà ăn mà có uống bia không? Là có chứ. Đó thì đó. Anh nghĩ là chắc vợ em không thích. Dạ, em uống bia đúng không? Dạ không hẳn, tại vì em muốn là cái gì nó cũng phải, ý là có sự thông báo trước vậy ạ. Giống như là buổi tối đó mình hẹn với chồng là tối đó nấu món gì thật là ngon đi, nhưng mà tự nhiên về đùng một phát vợ đang nấu vậy kêu thôi tối nay không ăn ở nhà đi ăn chỗ khác, đi ăn với công ty, thì mình lại bị dạ. Mình bị hụt hẫng. Dạ. Rồi cái mong muốn của em đối với chồng em là như thế nào? Dạ, thực sự thì anh ấy là một người chu đáo cho gia đình, em chỉ mong với anh là bớt nóng tính lại thôi. Dạ. Rồi. Trong quá trình này thì em cũng gọi là em cũng biết suy nghĩ của bạn em là ưu tiên cái thời gian gia đình nhiều hơn. Em cũng qua chương trình này cũng mong bạn là hãy hiểu cho cái công việc của anh nữa. Thì đừng có ít cằn nhằn lại, bởi vì cằn nhằn nó mau già lắm. Thì đừng có để những cái chuyện buồn như thế mà khiến cho cái nhan sắc nó xuống cấp nữa. Ngồi rồi. Lúc là trong giai đoạn này đó đúng không? Chị chỉ có một cái điều mà chị muốn chia sẻ với tụi em thôi ha. Ngay thời điểm này ha, chị nói là ngay thời vợ em đang có bầu. Và vợ em là cái người mà thường là im lặng trong cái lúc mà hai vợ chồng gây lộn, có nghĩa là cái hướng nội của vợ em á nhiều hơn là hướng ngoại. Mà cứ bị buồn hoài hoặc là thiếu sự quan tâm hoặc là bị hay suy diễn á thì nó sẽ ảnh hưởng tiếp tục. Đầu tiên là ảnh hưởng đến bé, sau đó khi mà sanh xong rồi á là sẽ rất dễ bị trầm cảm. Thì chị muốn như vậy nè, ở cái thời điểm này cho đến lúc vợ em sanh, về phần em á, em phải nói, em đừng im lặng nữa. Đó, còn em cũng vậy, ví dụ như là cái người mà làm dự án đó, đúng là mối quan hệ quá nhiều. Thì đầu tiên là em phải thông cảm về vấn đề đó cho chồng mình. Có những cái đột xuất, đúng không? Nhưng cái đột xuất đó đừng có bị nhiều. Bất kỳ lúc nào có thể dành được thời gian đó cho vợ thì nên dành. Đó là chị chia sẻ với tụi em như vậy thôi. Được mà đúng không? Được. Được đúng không? Được đúng không? Nên được. Được. Nên được, phải được. Đó. Rồi, chúc em... hai vợ chồng em luôn luôn hạnh phúc và cười tươi như thế này ngoài. Nghe, được im lặng nữa. Chúc cho em bé từng ngày và phát triển thật mạnh khỏe. Nghe. Cảm ơn anh.